Dạ em xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Buổi chiều hôm nay rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở một video tiếp theo. Hiện tại em đang di chuyển ở trên con đường Trần Phú hướng về khu vực Dốc Bà Triệu. Kính thưa quý vị, Đà Lạt buổi chiều ngày hôm nay là buổi chiều ngày 24 tháng 1 năm 2022, nhằm ngày 22 Tết. Bây giờ là 15 giờ 30 phút buổi chiều. Em xin đưa cô bác anh chị và các bạn chúng ta đi cập nhật tình hình phố xá trong ngày 22 Tết. Đặc biệt là trong video ngày hôm nay thì em xin đưa cô bác anh chị và các bạn đi về khu vực thung lũng Hoa Đào Mười Lời, nằm trên con đường Lê Hồng Phong, để xem năm nay thì vườn đào có đào bán Tết hay chưa. Và nhân đây thì em cũng xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn có một buổi chiều thật là nhiều bình an bên gia đình và bạn bè. Và đây là con dốc đi xuống vườn đào Mười Lời, con dốc tương đối là cao. Như mọi năm thì vườn đào Mười Lời không những cung cấp đào ra thị trường mà là nơi để cho rất là nhiều người đến đây chụp hình check in. Năm nay thì không biết vườn đào như thế nào. Và đây chính là khu vực chúng ta xuống thung lũng Hoa Đào. Và năm nay vườn đào Mười Lời thì cũng đang trồng lại những cây hoa man đào mới. Ở đây là giống đào Nhật Tân được lai giống với cây man đào của bác anh chị, và thường có nụ hoa to màu hồng đậm. Như vậy là năm nay vườn đào Mười Lời không có hoa đào để cho du khách tham quan rồi. Bây giờ thì em xin kính mời cô bác anh chị và các bạn chúng ta sẽ đi về con đường Tự Đức, con đường Hồ Tùng Mậu để cập nhật không khí bà con, cô bác mình bán man đào như thế nào. Ngay vị trí này thì bà con cô bác mình bày rất nhiều các giống cây cũng như là giống hoa về đây bán, những chậu bonsai tương đối là đẹp với những cây thế uốn éo rất là nghệ thuật. Và nhìn chung thì em thấy là tình hình sức mua của bà con năm nay giảm rõ rệt so với mọi năm. Đây thì có mấy chậu bông giấy ra bông màu tím rất là đẹp này. Còn đây là khu vực con đường Trần Quốc Toản men theo bờ hồ Xuân Hương. Hiện tại thì đã được đổ nhựa một bên phần đường. Ngay gốc cây thông nghiêng mình xuống mặt hồ Xuân Hương, tại đây thì có rất nhiều bạn trẻ đến đây để mà chụp hình. Hai cây thông giống như là đang tựa vào nhau.
Ngay phía trước này thì có những chậu bông hoa giấy đang quay sắc màu hồng, rất là đẹp. Bây giờ thì em mới thấy những cây bông vạn thọ được bày bán ở vị trí này. Và có thể nói là bông hoa đã bán được mấy ngày hôm nay rồi nhưng mà vẫn còn nguyên. Sức mua thì giảm đi rõ rệt. Ở đây cũng còn nhiều nè. Đây bày bán bông vạn thọ ngay vị trí này. Ngay hướng mà chúng ta sẽ đi về con đường Thống Nhất, con đường Nguyễn Trãi. Năm nay thì khu vực Bồ Hồ Xuân Hương thì đang thi công. Thành ra là cô bác bà con mình sẽ không bán ở ngay vị trí đó mà tập trung về trên con đường Trần Hưng Đạo và men theo khu vực nhà Thúy Tạ ở bên phía đằng kia. Buổi chiều hôm nay thì có nắng đẹp. Hướng bên này là khu vực con đường Trần Quốc Toản, nơi mà các công nhân đang mở rộng con đường này ra. Phía bên trên đây là khu vực Đại Chủng Viện và ngày nay đó là khách sạn Công Đoàn. Em sẽ men theo con đường này đưa cô bác anh chị và các bạn ngắm cảnh, hít thở không khí trong lành, cũng như là cập nhật tiến độ con đường này như thế nào. Và bên này thì người ta sẽ làm lối hành lang đi bộ giống như là ở khu vực cầu Ông Đào vậy đó cô bác anh chị. Con đường được mở rộng ra rất là nhiều. Và người ta sẽ là một số khu vực để cho cô bác anh chị để xe ô tô bên phía tay trái. Và phía trên đây là cà phê Xuân Hương. Hướng bên này thì có ngôi chùa, đó là chùa Quan Âm, một ngôi chùa rất là linh thiêng, nơi mà cô bác bà con mình hay đi phóng sanh, thường là lên chùa làm lễ xong rồi sẽ đi qua bên bờ hồ, bên đường để thả cá. Và Tết năm nay có thể nói là những cô bác anh chị và các bạn công nhân một phần nào đó thì cũng về quê sum vầy với gia đình. Thành ra thì cảnh quan phố xá trong những ngày Tết ở Đà Lạt tương đối là vắng. Ngay công viên thì những cô bác công nhân chăm bón những cây mai anh đào cũng như là những cây bông cổng thú cầu rất là đẹp ở đây. Dọc ngay vị trí này có những cây mai anh đào, có cây thì ra bông, cũng có cây thì chưa ra bông. Còn đây là khu vực đồi cù. Chiều hôm nay thì trước đó khu vực đồi cù thì rất là dễ vào luôn, ngày nay thì tương đối là khó vào, hầu như là những người nào khá giả thì mới vào đây chơi được. Vào buổi chiều mát giờ như thế này, nếu mà nằm ở dưới gốc cây trên thảm cỏ êm như thế này, gió mát thì rất là tuyệt vời.
Chậu bưởi này thì bao nhiêu chậu vậy anh? 4 triệu rưỡi hả? Cảm ơn anh. Mấy chậu này thì bao nhiêu chậu anh? Bao nhiêu chậu kia chứ hả? Dạ anh, mấy chậu này thì bao nhiêu chậu? Này, chậu lớn 2 triệu. 2 triệu hả? Cái chậu nào rẻ nhất mà? Bên kia. Bên kia. Mua có người chở về luôn hả chú? Có xe thồ. À xe thồ hả? Có chậu nào tầm mấy trăm không chú? Không có. Dạ. Dạ. Dạ con cảm ơn ạ. À. Dạ. Những chậu bưởi được ghép rất là nhiều trái. Ở đây thì có một cành bưởi đang ra bông này. Còn ngay bên này thì có một số cô bác mình đang bán các cái đồ dùng làm bếp này, như là thau, chậu, lồng bàn,
rồi chén bát rồi vân vân. Và đến vị trí này thì em cũng xin phép được tạm dừng video clip tại đây. Một lần nữa em xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn có một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý và thật là nhiều sức khỏe. Và em xin được hẹn cô bác anh chị và các bạn ở clip sau. Còn bây giờ thì em xin chào tạm biệt cô bác anh chị và các bạn.